Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Hai Lúa tiến hành chia sẻ giao lưu với anh em một cụm rừng dúi. Phôi này thì vừa mới khai thác về, sẵn làm cuốn video chia sẻ cho anh em xem tham khảo. Chiều giờ của cụm rừng dúi này thì chiều giờ là 1m4 và chiều cao tổng thể của phôi là 1m5. Do phôi mới khai thác về nên là anh em còn để trên nha, các cụ sẵn để nguyên quay anh em chia sẻ cho anh em xem. Hoành thân lớn nhất là 70, nguyên một cái bệ dài 1m4 liền lạc. Anh em nào yêu thích dúi thì liên hệ số điện thoại của mình là 0869 05 05 35. Giá thì cũng êm thôi, dành cho anh em tiếp tục về nuôi. Cây này thì mình khai thác đánh trăng thôi. Do thời tiết miền Trung hiện giờ thì mưa liên tục, với lại cụm rừng dúi thì cũng khó đánh bào, kích thước lớn thì quá trình vận chuyển thì nó hơi khó. Cái phôi này thì cái dần rễ cõm thì mình vẫn còn giữ nguyên để cho anh em về gia mẫu nó đạt tỷ lệ sống con. Vừa mới định hình sơ bộ thôi, còn để lại dữ liệu nhiều cho anh em tiếp tục về định hình và tạo tác thêm theo ý của mình. Rất nhiều rễ cõm. Cuối năm 2023 thì chia sẻ giao lưu cùng anh em phôi dúi cụm rừng cũng kết thúc một năm, chuẩn bị bước qua năm 2024 thì cũng xin chúc quý vị và các bạn đón một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và cảm ơn những người bạn, những người anh em đã đồng hành cùng kênh YouTube với Hai Lúa Vlog trong suốt thời gian cũng tương đối dài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn video số tiếp theo.